Chào mừng các bạn đã quay đến với bản tin Trô bóng đá ngày 15 tháng 5. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin Trô đáng chú ý sau: Chelsea thêm một lần đau trước Liverpool, đánh rơi cúp độc thân. Hòa 0-0 sau 120 phút, Liverpool hạ Chelsea 6 năm trên loạt luận lưu ở chung kết cúp FA. Cesar Azpilicueta là người đầu tiên đá hỏng bên phía Chelsea. Đến lượt quyết định, thủ thành Mendy cản phá cú đá của đồng hương Sadio Mane để giữ tỷ số 4-4. Sang lượt thứ 7, trong khi Mason Mao không thắng được Alisson Becker, hậu vệ vào sân thay người Constantino Simica đã trở thành người hùng giúp Liverpool ăn cắp. Chiến thắng này giúp Jurgen Klopp thành huấn luyện viên thứ hai đoạt Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn, Cúp FA và Champions League với cùng một câu lạc bộ Anh, sau Sơ Alex Ferguson với Man United. Siêu cúp Anh là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của Klopp với Liverpool. Đây là lần thứ 8 Liverpool đoạt Cúp FA. Những đoàn đỏ vẫn nuôi hy vọng giành cú ăn 4 lịch sử mùa này. Trước Cúp FA, Liverpool đã hạ chính Chelsea ở chung kết Cúp Liên đoàn, cũng trên loạt suất luân lưu. Trong khi đó, Chelsea đã thua 3 trận chung kết Cúp FA liên tiếp. Dội mưa bàn thắng vào lưới Campuchia, nữ Việt Nam giành ngôi đầu bảng A. Chỉ phải chạm trán đội tuyển nữ Campuchia, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã thay gần hết đội hình chính, trong đó có cả vị trí thủ môn. Dẫu vậy, tuyển nữ Việt Nam vẫn có bàn thắng sớm ở phút thứ 6. Nguyễn Thị Vạn băng vào đánh đầu nối tung lưới Campuchia. Trên đà hưng phấn, đội tuyển nữ Việt Nam đá nửa sân và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Kết quả của thế trận áp đảo là bàn thắng thứ 2 do công của Phạm Hải Yến trên chấm 11m. Phút 63, Tuyết Dung nâng tỷ số lên 3-0 với quả đá phạt hiểm hóc vượt tầm với thủ môn. Tuyển nữ Việt Nam sau đó có thêm 4 bàn, lần lượt do công của Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Ngân Thị Vạn Sự và Trần Thị Thu. Campuchia hầu như không thể chống đỡ khi non yếu hơn tuyển nữ Việt Nam về mọi mặt. Đánh bại Campuchia với tỷ số đậm, đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games với ngôi nhất bảng A, giành 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là +8. Cục diện bảng B có thể khiến Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết. Bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 đã gần như xác định những tấm vé cuối cùng vào bán kết, với U23 Thái Lan và U23 Malaysia giành lợi thế. Theo tính toán đơn giản, U23 Thái Lan sẽ lên ngôi đầu nếu họ thắng Lào, trong khi Malaysia hòa hoặc thua trong trận đấu sau. Nhưng U23 Campuchia không phải là đối thủ có thể gây được khó khăn với những đội bóng mạnh. Nếu không có gì thay đổi, U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ chạm trán U23 Việt Nam ở bán kết. Bởi ở bảng A, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đang dẫn đầu. Vòng cuối thì chỉ phải gặp Timor Leste. Trên lý thuyết thì ở bảng B, Campuchia vẫn có thể đi tiếp nếu thắng đậm Malaysia và chờ đợi Lào thắng Thái Lan. Ví dụ Thái Lan thua Lào 0-1 thì Campuchia phải thắng Malaysia 12-0. Đấy, dễ thế thôi mà. Huấn luyện viên Thái Lan tuyên bố, tôi chẳng sợ Việt Nam. Sau trận thắng Campuchia 5-0, Thái Lan leo lên thứ 2 bảng B. Về khả năng gặp Việt Nam ở bán kết, huấn luyện viên Thái Lan khẳng định, cá nhân tôi chưa biết sợ là gì. Và tôi cũng chẳng sợ đối thủ nào. Nếu gặp Việt Nam, đó cũng là cuộc chiến của hai đội bóng cùng trên một sân vận động. Nếu phải đối đầu với đội chủ nhà, tôi sẵn sàng. Xin khẳng định lại Thái Lan chẳng sợ bất cứ đối thủ nào, kể cả Việt Nam. Nếu muốn giành huy chương vàng, bạn phải chiến thắng tất cả. Trước mắt chúng tôi còn một trận và tôi sẽ cố gắng tận dụng để cầu thủ có thể nghỉ ngơi, hồi phục. Huấn luyện viên Paul King ám chỉ khả năng cắt quân chuẩn bị cho bán kết. Nhưng nếu Malaysia mắc sai sót, chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội để lên đầu bảng. Tránh đội nhất bảng A sẽ tốt hơn. Hai trụ cột Man United bị đồn choảng nhau trên sân tập. Tờ Mặt Trời đưa tin, trong buổi tập ngày thứ 5, hai cầu thủ của Man United đã lao vào nhau sau một tình huống đối kháng. Vụ việc nghiêm trọng đến nỗi các đồng đội phải mất một thời gian khá lâu mới tách hai cầu thủ này khỏi xô xát. Tất cả các cầu thủ của Man United sau đó đã được yêu cầu bỏ giờ buổi tập để vào phòng thay đồ. Nhiều người, thậm chí trước đây từng ẩu đả, cũng tỏ ra bàng hoàng và không tin vào mắt mình về sự việc đó. Chưa có thông tin chính thức liên quan đến danh tính hai nhân vật chính kể trên. Tuy nhiên, truyền thông Anh đề cập tới hai cái tên là David De Gea và Scott McTominay. Nếu như điều này là sự thật, đó sẽ trở thành cú sốc, bởi đây là bộ đôi trụ cột của câu lạc bộ, đồng thời từng khá thân thiết trong quá khứ. Đây là buổi tập đầu tiên sau 4 ngày nghỉ liên tiếp của các cầu thủ Man United. Huấn luyện viên Ralph Rangnick được cho là không có sự kết nối khi đưa ra các bài tập cho học trò của ông. Điều này cũng có thể là một phần dẫn đến sự ức chế, nhất là khi bước vào phần đấu đối kháng. Bản tin ngày hôm nay đến đây cũng xin phép kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ like, share, đăng ký kênh và rung nút chuông để đón xem những bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.